Đó, bắt đầu từ câu đầu tiên, câu số 1. Người ta hỏi liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết gì? Ở đây chúng ta đúng đáp án, tức là cộng hóa trị phân cực ion, hydro và cộng hóa trị không cực, không phân cực. Thế thì câu hỏi này thì cho là câu hỏi rất là dễ. Thế nhưng không hiểu sao vẫn có một số bạn làm sai, mà làm sai theo bình luận rất là buồn cười là bạn chọn liên kết hydro. Chúng ta chú ý là NH3 này chúng ta liên kết giữa nitơ và hydro, đó là hai phi kim, vậy chắc chắn không thể liên kết ion được rồi. Thế và nó cũng không phải là liên kết hydro. Một số bạn đã bị ngộ nhận như thế này. Trước đây trong quá trình dạy các bạn được khóa luyện đề kit 2 đấy, hoặc là khóa ôn thi đại học kit 1 thì thầy có nói rằng là gì ạ? Giữa các phân tử NH3 thì có liên kết hydro. Đấy, giữa các phân tử NH3 có liên kết hydro vì sao? Vì liên kết hydro là liên kết được tạo thành giữa nguyên tử hydro mang một phần dương và một nguyên tử phi kim mạnh như là fluor, hydro, nitơ, FON mang một phần được tích âm. Ví dụ như ở trong HF chẳng hạn, ta biết rằng là HF thì đôi em chung lệch hẳn với fluor, fluor rất là âm và hydro là rất là dương, nó hai đầu như vậy. Thì các phân tử fluor khác ở xung quanh này nó sẽ tạo được liên kết hydro với phân tử HF này, các phân tử HF xung quanh nó sẽ tạo được liên kết hydro với cái HF này. Bởi vì là có phần dương phần âm nó hút nhau, liên kết này gọi là liên kết hydro. Nhưng thấy rõ là đây là liên kết hydro giữa các phân tử với nhau đúng không? Mình gọi là liên kết hydro liên phân tử. Vì trong NH3 cũng tương tự như vậy, giữa các phân tử NH3 cũng có liên kết hydro liên phân tử. Nhưng mà đấy là giữa các phân tử NH3 khác nhau. Còn đây là gì? Là giữa nguyên tử trong cùng một phân tử NH3 thì liên kết đấy là liên kết gì? Cộng hóa trị có cực. Đây là liên kết giữa phi kim phi kim. Phân tử NH3 là phân tử của dạng hình tháp tam giác. Nitơ có độ ẩm điện rất là lớn. Về độ ẩm điện thì fluor là mạnh nhất, sau này oxy là nitơ. Nitơ thì còn mạnh hơn cả fluor cơ. Vì vậy cho nên các bạn biết rằng là trong HCl ấy, trong HCl liên kết chúng ta liên kết cộng hóa trị phân cực. Đúng không? Vậy thì tất nhiên là trong nitơ cũng thế. Các cái hydro này sẽ dương một chút, còn nitơ chúng ta sẽ âm một chút. Vì vậy cho nên đối với anh lệch về nitơ. Chuyện liên kết chúng ta này liên kết cộng hóa trị phân cực là đúng là A. Nếu bạn nào mà mình nhầm lẫn sang hydro liên kết hydro này thì chứng tỏ là kiến thức của bạn rất là lơ mơ. Và chuyển sang câu số 2. Câu số 2 thì xuất hiện cái khái niệm là oleum. Và khi mà thầy mới đọc cái câu hỏi này thì cứ tưởng nó phải là bài có vẻ lạ hay khó lắm cơ, vì đã lâu lắm rồi ra không thấy có bài tập về oleum cho đến đi học. Nhưng rất là tiếc là nó cũng có một cái mới là lâu lắm rồi tự nhiên đưa oleum vào đúng không? Nhưng mà cái mức độ của câu hỏi này thì rất là dễ. Chúng ta có một công thức của oleum là H2S4 cộng 3SO3. Khi mà vào nước thì cái SO3 này chuyển thành H2S4, cho nên là bảo toàn lưu huỳnh nó có một H2S4. Mol của oleum là 1,69 chia cho M, lúc này là 98 cộng với 3 × 80, 3 × 80 là 240, 2 × 4 = 98, 338. Nên là một nửa 38 0,005 mol. Vậy mol H2S4 đây sẽ là 0,01 đây, 0,02 mol. 0,02 mol, nhưng mà đến đây có một số bạn sẽ vội vàng chọn yêu đáp án là A20 thì rất là tệ hại. Thì các bạn chú ý rằng H2S4 chúng ta là axit hay là acid. Khi mà vào trong nước nó sẽ phân ly được thành 2H+, do đó với 4H2S4 nó sẽ phân ly được 8H+ cơ. Do đó trên là H cộng đây sẽ gấp đôi so với H2S4, 0,04 mol. Và mol của H cộng thì bằng mol của OH trừ, đúng không? Vì phản ứng trung hòa mà. Và bằng OH trừ 0,04, nồng độ cao nhất lại là 1 mol luôn. Vậy V trên ta sẽ là 0,04 lít. 0,04 lít là 40 ml, đó sẽ là V.